Các thầy cô thân mến, nói về hướng nghiệp thì chúng ta nghĩ tới chữ là làm sao để chọn nghề, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu mình nhìn ngoài thực tế đời sống ở ngoài kia, có những người 30 tuổi còn chưa biết đây có phải là cái nghề đi với mình suốt đời hay không. Có những người 40 tuổi mới thực sự khởi nghiệp. Vậy thì mình dạy hướng nghiệp ở trường học khi các con mới có 12, 13 tuổi, cao lắm là 15 tuổi là lớp 9. Mình có đạt được cái ước nguyện, con học cái này đi, rồi con sẽ chọn nghề đúng đắn và nghề này con sẽ sống suốt đời. Chúng ta có đạt được mục tiêu đó không ạ? Rất là mơ hồ. Đúng không ạ? 40-50 tuổi vẫn còn chưa biết đây có phải là cái đích đến của mình hay không mà. Vậy chúng ta phải có một cái nhìn rất là đúng đắn về hướng nghiệp. Dạy hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở là dạy cái gì? Trước tiên thì em mời các thầy cô hãy trọn vẹn tham gia một hoạt động này giống như là một học sinh. Ở trong tâm thế của một người học sinh tham gia hoạt động này, mình hãy lấy ra một tờ giấy và mình chia tờ giấy đó ra làm 3 cột. Các hoạt động mà các thầy cô trải nghiệm hôm nay, các thầy cô hoàn toàn có thể mang nó về cho các con trải nghiệm. Và cột thứ nhất, chúng ta ghi 5 năm, để cái tiêu đề là 5 năm. Cột thứ hai chúng ta ghi là 10 năm và cột thứ ba chúng ta ghi là 20 năm. Ở mỗi một cột, chúng ta hãy hình dung ra trong 5 năm nữa ta có gì, ta đang làm gì, ta có các mối quan hệ gia đình như thế nào và ta có các mối quan hệ xã hội như thế nào, vị trí của ta trong tổ chức là như thế nào. Hãy hình dung là 5 năm nữa ta muốn đạt được cái gì trong cái cột thứ nhất này. Và chúng ta làm tiếp tục như vậy, lặp lại những điều như vậy trong cột thứ hai và cột thứ ba. Ví dụ, trong 5 năm nữa tôi đang là một em học sinh cấp 2 chẳng hạn. Trong 5 năm nữa em này em sẽ đang học lớp 10 hoặc lớp 11 trường nào? Trường phổ thông chất lượng cao chẳng hạn vậy. Rồi. Còn nếu mà mình làm thực tế cho mình á, thì nói trong 5 nữa tôi sẽ là tổ trưởng tổ ngoại ngữ của trường nào đó. Tôi có gì? Nhà như thế nào? Xe như thế nào? Lương như thế nào? Tôi đang làm gì? Cụ thể ra mối quan hệ gia đình, 5 năm nữa tôi sẽ có vợ và một đứa con. Nhà ở đâu, như thế nào, mối quan hệ như thế nào? Các mối quan hệ xã hội, lúc đó tôi làm tổ trưởng. Rồi, các mối quan hệ xã hội của tôi như thế nào? Và tôi phấn đấu lên là hiệu phó hay như thế nào đó? Dạ, chúng ta cứ ghi hết ra. Và cái ghi này không phải để nộp cho ai cả. Cho nên chúng ta cứ trung thực vẽ ra cái mà mình mong muốn trong 5 năm. Cái ghi này là để mình biết về chính mình, chứ không phải ghi xong rồi nộp lại cho thầy cô. Dạ, chúng ta sẽ dành khoảng 9 phút, mỗi một cột như vậy là khoảng 3 phút. Mời các thầy cô hãy thực hành một cách trọn vẹn giống như là một em học sinh đang ngồi làm cái bài tập này. Các thầy cô nhớ lại ở cái tuổi mà mình lên lớp cấp 2, cuối cấp 2 lên cấp 3, nếu gia đình của mình nghèo khó,
hình như cha mẹ mình đã tiêm vào mình một cái suy nghĩ là lớn lên con nên làm cái gì để phụ giúp gia đình, làm cái gì để con lo cho tương lai của con được. Và mình đã có ý niệm về hướng nghiệp từ đó. Cho nên trách nhiệm học của mình nó khác hẳn với cái lứa bây giờ. Không biết học làm gì, có đói đâu mà sợ, cha mẹ đầy đủ quá. Hồi xưa chúng ta rất khác. Cho nên nhớ, thầy cô nhớ, giải hướng nghiệp ở tuổi của các con trung học cơ sở bây giờ, giải hướng nghiệp là dạy sống có lý tưởng, sống có mục đích. Vậy chữ hướng nghiệp này đừng có coi thường nó, trời ơi chọn nghề sau này học cũng được. Dạ không, những cái năm tháng mà các thầy cô dạy hướng nghiệp cho con ở thời điểm này là những cái dấu ấn cuộc đời. À bây giờ con biết, nếu con biết con muốn cái gì ở tương lai thì con sẽ chuẩn bị từ bây giờ. Và mình có thể kể cho các con một câu chuyện như sau. À mình có cái câu này. Có những em mà dám vẽ cái bức tranh tương lai á, thì mình nhớ khen các em một câu: thầy cảm ơn các em. Những em nào mà không bỏ tờ giấy trắng, thầy rất là trân trọng từng dòng chữ của các con. Tại sao? Không phải những cái dòng đó sau này nó biến thành hiện thực đâu. Có thể những cái dòng đó chẳng có cái nào thành hiện thực hết, nhưng thầy cảm ơn các con vì các con dũng cảm vẽ ra bức tranh tương lai về cuộc đời mình. Và bức tranh các con vẽ ra đang đẹp. Có nghĩa là gì? Các con cho phép cái hình ảnh cuộc đời mình nó đẹp ở trong tư duy. Mà cái gì đẹp ở trong tư duy thì mới có khả năng đẹp ở ngoài hiện thực. Nó giống như thầy cô cứ tưởng tượng mình xây cái nhà. Mình xây cái nhà mà trong đầu mình không có cái nhà đẹp. Vậy thì làm sao cái nhà xây xong nó đẹp được? Đúng không ạ? Như vậy muốn cái nhà nó đẹp thì việc đầu tiên trong tư duy của mình, trong suy nghĩ của mình phải hình dung là à, cái nhà của tôi nó đẹp thế này. Rồi sau đó mình mới thuê một ông kiến trúc sư vẽ, anh vẽ nó đẹp như thế này nè. Rồi lúc đó mình mới đầu tư công sức và tiền bạc để xây cái nhà nó đẹp thật. Nó phải đi từ cái tư duy mà ra. Cho phép mọi việc diễn ra trong đầu bạn thì mọi việc mới có thể diễn ra trên thực tế. Còn có những em học sinh kêu: con, bữa sau con lên trường, con đứng trước toàn trường con làm báo cáo đi. Con làm được đâu, con làm được đâu. Và suốt đời không bao giờ con nói trước đám đông được. Vì con đã ngăn cấm cái chuyện đó xảy ra trong tư duy con rồi. Cho nên hiện thực nó đâu có xảy ra. Rồi các thầy cô lưu ý, hướng nghiệp là dạy cho con sống có mục tiêu, sống có lý tưởng. Và mình có thể kể cho các con nghe câu chuyện này. Ở tuổi các con thì thầy chắc là bạn nào cũng nghe câu chuyện con rùa và con thỏ nó thi chạy đua với nhau rồi. Con rùa nó chạy rất là chậm, nhưng con rùa nó có một cái đường và nó băng băng về đích. Nó không chạy bên trái, rồi đông đưa bên phải, rồi đi ngắm cảnh bên trái, nó đi không đi lòng vòng. Con rùa nó từ xuất phát điểm ở đây, biết rõ lộ trình của mình, đi với tốc độ không được nhanh lắm, nhưng cuối cùng nó là cái con về đích trước. Cho nên khi các con sống mà các con biết cái gì ở tương lai á, yes, tốc độ con có thể đi chậm hơn, nhưng thầy chắc chắn con về đích sớm. Con không đi lanh quanh. Vậy bài học đầu tiên về hướng nghiệp cho các con là yes, từ bây giờ trở đi, các con mỗi một ngày, mỗi một tuần, các con dành một chút thời gian hãy nghĩ về tương lai của mình, để biết mình muốn cái gì, mình muốn trở thành một con người như thế nào, thì các con sẽ đi như một con rùa như thế này, không đi lanh quanh.
Rồi, chúng ta đã xong bài học đầu tiên về hướng nghiệp. Chúng ta hy vọng là các thầy cô sẽ nhìn thấy à, dạy hướng nghiệp không đơn giản. Không coi thường cái môn hướng nghiệp như trước đây. Mà các cô bây giờ nhìn thấy tại sao Bộ Giáo dục bắt đầu từ lớp 9 đưa vô biết hướng nghiệp. Nhưng các thầy cô yên tâm, lớp 6 các thầy cô có thể dạy những bài như thế này rồi. Rồi bây giờ mình tới hoạt động tiếp theo là dạy cho các con hiểu cái khái niệm hướng nghiệp. Bản chất của hướng nghiệp là gì? Bây giờ chúng ta lớn lên các con nha, mình sẽ đi làm một cái nghề gì đó. Khi mình làm đi nghề, đi làm cái nghề gì đó thì mình phải dùng những cái năng lực, những cái năng lực nội tại của mình. Giả sử mình làm kế toán, nhưng cái tính của mình á, nó không có được cẩn thận và rất ghét làm việc với con số. Cho nên mỗi lần thủ trưởng của mình kêu làm báo cáo, mình làm số chật tới chật lui. Một cái báo cáo mình rõ ra 4 tiếng đồng hồ làm mới xong. Trong khi cái đứa bạn của mình á, kêu làm báo cáo chỉ có 30 phút nó làm xong cái báo cáo rồi. Tại sao? Tại vì nó có năng lực làm với con số và tính của nó rất là cẩn thận, không bao giờ nó cộng trừ sai. Viết con số nào ra chính xác con số đó, không cần kiểm tra lại. Như vậy nếu mình làm một cái nghề mà không đúng với lại cái sở trường của mình á, mình mất nhiều thời gian hơn. Mình làm cùng một khối lượng công việc nhưng mà mình khổ hơn cái người kia. Tại vì người kia họ dùng sở trường. Vậy mỗi con người sẽ có một thế mạnh, mỗi cái nghề sẽ có một đặc thù. Vậy hướng nghiệp là gì? Hướng nghiệp giống như là cái người làm hướng nghiệp là cái người làm mai mối. Một bên là người lao động, người lao động là mình đi tìm nghề, người lao động có năng lực gì. Một bên là yêu cầu của nghề. Người mai mối là lấy hai cái này ghép lại với nhau, ghép lại với nhau mà nó vừa khít. Tức là cái năng lực của người lao động đúng với cái yêu cầu của nghề nghiệp, thì cái đó gọi là người hướng nghiệp xuất sắc, trọn vẹn. Hôm nay thầy dạy cho các con cái năng lực tự làm mai mối cho chính mình, chứ không nhờ người khác. Rồi nếu các con muốn tự làm cái chuyện ghép mình và nghề thì các con cần hai cái sự hiểu biết. Sự hiểu biết gì? Số một là gì ạ? Hiểu mình. Và số hai là hiểu nghề. Chừng nào các con hiểu mình và các con hiểu nghề thì các con có thể tự ghép mình với đúng nghề. Như vậy chúng ta rút được cái bài học thứ hai về dạy hướng nghiệp là dạy cho các con hiểu mình. Và cái hành trình hiểu mình này nó không phải diễn ra trong năm lớp 6, cũng không phải trong năm lớp 7, mà đây là một hành trình của cuộc sống. Ở mỗi thời điểm các con sẽ khác đi. Tại vì chúng ta có rất nhiều điểm mạnh, không phải một điểm mạnh. Nhưng ở mỗi thời điểm có những điểm mạnh nó vượt trội lên. Và các con nhìn rất rõ. Và khi các con biết rõ về mình, yes, các con sẽ sống khác đi rồi. Vậy hôm nay các con sẽ có một cái năng lực tự biết mình là cái chuôi nào, tự biết nghề là cái ổ cắm nào, và chọn hai cái nó phù hợp cắm vào với nhau.
Bây giờ chúng ta hãy nói một khoa học một chút xíu. Năm 1983, Howard Gardner là một tiến sĩ tâm lý học tại trường đại học Harvard. Ông đã đưa ra một cái lý thuyết về đa thông minh. Cái đặc biệt của cái lý thuyết sau khi Howard Gardner đưa ra là gì? Trước đây người ta chỉ có khái niệm là đứa này thông minh, đứa này không thông minh. Và cha mẹ thường chửi con: mày dốt lắm, mày ngu lắm. Bây giờ chúng ta không nhìn một đứa trẻ như vậy nữa. Tất cả chúng ta đều sở hữu 8 loại hình thông minh. Bây giờ ông đã cập nhật cái này lên 9 loại hình thông minh. Nhưng chúng ta cứ bắt đầu với con số 8 cũng được. Tại vì bản chất của nó là hiểu mình thôi. Các thầy cô sẽ được có cung cấp tài liệu để mở rộng những cái này. Về mặt khoa học, tài liệu nhiều lắm. Chúng ta có thể xem sao. Hôm nay chúng ta không dành thời gian để đi vào nghiên cứu những cái này. Thông tin rất nhiều. Gửi cho các thầy cô một cái file PDF là có đủ. Hôm nay chúng ta dành thời gian cho những cái khái niệm đúng đắn về hướng nghiệp. Và theo Howard Gardner thì bây giờ chúng ta không nhìn một đứa trẻ là thông minh hay không thông minh nữa. Mà chúng ta nhìn, ô, bạn này có những cái thông minh này, bạn kia có những cái thông minh khác. Và chúng ta kết luận đứa nào cũng thông minh, nhưng thông minh khác nhau. 8 loại hình thông minh nó được diễn giải như sau. Bây giờ các thầy cô tiết kiệm giấy nha, lật cái mặt sau của tờ giấy đó. Rồi, không cần tờ giấy mới đâu ạ. Mà chúng ta vẽ ra 8 cái cột như thế này. Tương đối thôi. Mình làm để mình trải nghiệm chứ không phải làm để có kết quả chính xác. Giống như hồi nãy các thầy cô ngồi ghi lại 3 cái cột đó để trải nghiệm. Học sinh của mình sẽ giống y như mình. Có bạn sẽ viết đầy trang giấy, có bạn không viết được chữ nào. Nhưng đừng phê phán. Khi mình trải nghiệm, mình sẽ bớt phê phán người khác. Chúng ta làm 8 cái cột như sau. Chúng ta làm xong cái trải nghiệm này, chúng ta thấy tất cả chúng ta đều thông minh. Chỉ có điều chúng ta thông minh khác nhau. Và cột thứ nhất, thông minh vận động. Các thầy cô chỉ cần để chữ vận động là được rồi. Cột thứ hai, âm nhạc. Cột thứ ba, hình ảnh. Cột thứ tư, thiên nhiên. Cột thứ năm, toán logic. Cột thứ sáu, ngôn ngữ. Cột thứ bảy, giao tiếp. Và cột thứ tám, nội tâm. Em sẽ giải thích tới đâu các thầy cô tự chấm điểm cho mình. Tương đối thôi, làm để trải nghiệm chứ không phải làm để có số liệu chính xác. Người có trí thông minh vận động là người điều khiển tay chân rất tốt. Ví dụ chơi bóng bàn, họ chơi rất tốt. Ví dụ thả ra ngoài kia leo trèo, leo lên. Chơi cái trò leo núi. Ví dụ cho khiêu vũ múa hát, điều kiện rất tốt. Khiêu vũ á, khiêu vũ vận động á, tức là cái gì mà nó liên quan tới cái cơ thể này vận động, mình vận động rất dễ dàng. Chơi môn gì cũng được. Khiêu vũ dạy chút xíu làm được. À, mình sẽ cho điểm của mình cao. Cao. Còn nếu mình thấy sao những cái chuyện rất đơn giản, đi chơi cái pickleball đánh như vậy, mình cứ đánh chặt, mình không điều khiển được. Mình thấy mọi thứ chơi với mình rất khó. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tennis,
thấy chạm vô cái môn nào mà cần cái sự vận động cơ thể là mình làm rất tệ, thì mình đánh giá điểm của mình thấp. Và số 2, thâm minh âm nhạc. Cái thâm minh âm nhạc là mình cảm nhận và mình ghi nhớ giai điệu. Ví dụ như mình nghe một bài hát mới, không quan trọng là nhớ lời, nhưng mà giai điệu đó mình nhớ rất rõ luôn. Thậm chí bây giờ kêu mình nhớ lại cái bài gì của Mỹ Tâm, bài gì của Đàm Vĩnh Hưng, mình ngồi mình không nhớ lời, mình la 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 la, và mình nhớ rất rõ cái nốt đó nó lên nó xuống như thế nào luôn. Tức là mình nhớ cái giai điệu đó, là mình có khiếu với âm nhạc. Hoặc là kêu mình hát một bài nào đó, mình hát rất là dễ. Mở karaoke lên mình bắt nhịp rất là dễ. Sao người ta hát cứ chật nhịp, còn mình vô nhịp rất là dễ. Thì mình có cái khiếu đó, điểm của mình cao. Khi mà đi học guitar hay học piano hay học cái gì mà nhạc cụ á, đánh một nốt, nốt đơn giản thôi, tình 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 tình. Thầy dạy mình lần nốt này nha, xong rồi nốt này. Lần thứ hai mình không có mò mò, mình gõ tình 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 là có năng khiếu. Còn cái người mà không có năng khiếu, tình tình không phải tình 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 tên tên không á, tên tên, tức là mình cứ nhấn sai cái mình nhấn lại á, cả nhà hiểu á, là mình không có cái cảm thụ về nốt nhạc, mình không có cái cảm thụ là cái phím chỗ này nè nó tương ứng với cái âm thanh gì. Những người như vậy chơi cây violon cực kỳ khó, tại vì cây violon nó không có, nó không có nốt, nó không có cái ngăn chặn. Cái violon là cảm nhận, bấm cái dây ngày đầy nó ra nốt đó, kéo đi chút nó ra nốt khác. Nó không có giống như cây guitar. Cây guitar có cái khuôn, bấm đúng cái khuôn ra đúng cái nốt. Rồi mình hiểu về âm nhạc á, bây giờ tới cái số 3, thông minh hình ảnh. Kêu mình vẽ một con mèo đang ngồi, mình vẽ năm nét, đầu nè, mình nè, chân nè, đuôi nè, hai tay, rồi xong. Đó, nhìn ra mèo đang ngồi, các thầy cô vẽ thử đi, thử vô giấy đi. Xong kêu vẽ mèo đang ngồi, nhìn ra cái này sao ra mèo được, không ra hình thù gì hết. Tại sao vậy? Tại vì mình vẽ tỷ lệ nó không đúng. Nhưng mà cái tỷ lệ nó nằm ở đâu trong mình? Lúc mình quan sát đó, mình ghi nhận cái tỷ lệ và mình nhớ những cái khối. À, con mèo nó ngồi thì nó giống như cái hình tam giác, giống hình thang, chỗ này tròn, chỗ này xéo xuống một chút, cái lưng nó xéo hoàng dày, cái chân nó thẳng đầy, uống chút xíu ở dưới nó bằng ngang qua. Cái đầu của nó phải đưa ra phía sau mà chết lên phía trước một chút. Thường ngày mình nhìn con mèo là cái hình ảnh nó đã được ghi vô đây rồi. Mà khi hình ảnh nó ghi vô đây rồi, tức là mình có cái trí thông minh đó nó mới ghi lại. Còn cái não của mình á, nó không có nhạy bén như những cái đó, mình quan sát xong nó bay mất hết. Rồi mình tự chấm điểm hình ảnh của mình nha, mấy điểm tự chấm vô. Thông minh thiên nhiên. Những người có trí thông minh thiên nhiên là tiếp xúc với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, cảm nhận được thiên nhiên rất dễ. Ví dụ người có trí thông minh thiên nhiên cho ra đi trồng cây, họ trồng cây rất dễ, tại vì họ quan sát cái cây và họ hiểu cái cây như hiểu chính họ. Họ nói cây này nè phải tưới nước nhiều, cây này nè cái mùa nó sắp có hoa phải bón cái gì. Họ cảm nhận rất dễ dàng. Còn mình cho mình đi hỏi cái lá cây của cái rau này với rau kia mình còn nhầm. Đi vô rừng nhìn cái cây gì, đối với mình là tất cả các cây trong rừng giống nhau, chả có gì khác biệt, tại vì mình không có cái trí thông minh đó. Rồi. Cho mình tiếp xúc với con mèo, cho mình tiếp xúc với con chó, mình không thích.
Mình lại mình sờ đầu con mèo á là nó chạy mất. Mình tiếp cận thấy con chó vừa giơ cái tay ra nó gừ gừ với mình. Tại vì mình không có cái năng lượng đó, mình không có biết cái tiếp cận với thú vật, mình không có năng khiếu đó. Cho nên có những người tiếp cận với con chó, chó kiểu gì lại xoa nó cái nó ngồi im cho xoa. Hồi xưa đi học toán dễ, thấy toán là một môn quá dễ đối với mình, điểm cao. Thấy cái gì tính toán, cái gì mà suy tư, suy luận á, mình rất là khó, dở, điểm thấp. Cột tiếp theo là thông minh ngôn ngữ. Có những người kêu đứng lên đây nói một câu, chữ nghĩa bay hết. Nói câu trước, không biết câu tiếp theo nói cái gì. Câu sau, ta cũng. Còn có những người kêu đứng lên đây nói, lúc nào cũng ngôn ngữ cũng tuôn chảy. Ngôn ngữ luôn luôn nằm sẵn trong đầu á, chỉ chờ để phát ra. Hay có những người kêu viết vài câu rất khó. Còn có những người mà hãy cầm cái bút vô tuôn chảy, làm văn là tuôn chảy. Rồi mời cả nhà chấm điểm cho chính mình. Ngôn ngữ, thông minh giao tiếp là sao? Giao tiếp ở đây là giao tiếp giữa con người với con người. Nếu mà mình có cái năng lực, mình đi tiếp xúc với ai là tự nhiên cái sự giao tiếp của mình là gây cái sự cảm mến cho người khác, là điểm mình cao. Và câu cuối cùng, thông minh nội tâm. Quyết định lấy ai, quyết liền lấy người này. Tại vì mình biết về chính mình rất là rõ. Thầy cô nào mà hồi nãy giờ làm chấm điểm nguyên cái tám cái này, chấm điểm rất dễ, không có băn khoăn, không biết chỗ này mấy điểm, không biết chỗ này mấy điểm. 8 điểm xong cái bôi thôi sửa lại 6 điểm, cái cũng không vừa ý, cái sửa lại 5 điểm. Tức là mình không biết được mình. Là thông minh nội tâm thấp. Còn người nào lúc nào cũng biết về mình, hỏi thích màu gì, nói liền. Rồi thầy cô chấm điểm xong hết chưa? Bây giờ nhìn lại cái sơ đồ của mình, thấy nó sẽ chập trùng như núi vậy. Đúng không ạ? Sẽ có cái cao, có cái thấp. Không có ai mà đánh tạch 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 8 điểm hết. Không có ai đánh là 2 điểm hết đâu ạ. Và đó là chúng ta đó. Đó là con người thật của chúng ta. Tất cả chúng ta đều giống nhau, có cao có thấp. Đừng coi thường ai hết. Sau khi biết về 8 loại hình thông minh thì con phải nói một câu: tất cả chúng ta đều thông minh, chỉ có điều chúng ta thông minh khác nhau mà thôi. Các thầy cô có thể tìm hiểu và các thầy cô có thể dành một tiết, các thầy cô cho học sinh của mình ngồi làm ngay cái điểm như thế này, tự chấm điểm cho mình. Và sau đó các em học sinh có thể trao đổi với nhau, thảo luận với nhau, lấy cái sơ đồ của mình ngồi nói chuyện với nhau trong lớp, để trong lớp mình không có em nào mà bị tẩy chay, không có em nào bị chê là con quá tệ cả. Mình nói mình dạy hướng nghiệp, nhưng mà thật ra mình đang dạy một bài học về đạo đức. Mỗi em nhỏ đều có giá trị riêng, và hãy tôn trọng bạn mình, hãy bao dung với bạn mình. Đừng thấy một cái dở của bạn mình mà quy oan, quy chụp nguyên con người này tệ hại. Rồi một ý tiếp theo các thầy cô ghi xuống giùm em. Hồi nãy giờ có 3 ý, dạy hướng nghiệp nãy giờ được 3 ý. Bây giờ ý thứ 3, sau khi dạy hiểu mình xong rồi, ý thứ 3 dạy hướng nghiệp là để chúng ta sống bao dung với nhau và tôn trọng nhau. Các thầy cô ghi xuống nãy giờ được 3 ý. Có cái giáo trình nào dạy hướng nghiệp mà cuối cùng nó thành dạy đạo đức đâu. Cho nên mình phải biết trân trọng Bộ Giáo dục dành cho mình mấy tiết hướng nghiệp, trải nghiệm hướng nghiệp là vô cùng quý. Nếu chúng ta biết tận dụng nó, chúng ta làm nên chất lượng của giáo dục.
là ở đây là giáo dục nhân cách nữa, chứ không phải dạy đi dạy giáo dục là ngày nào cũng vô học văn toán lý hóa sinh sử địa ngoại ngữ. Còn một môn rất quan trọng ha, trải nghiệm hướng nghiệp là để hướng tới nhân cách đạo đức. Rồi ngoài ra nó có những cái khung khác để các con hiểu về mình, các thầy cô có thể nghiên cứu, mình sẽ gửi tài liệu cho các thầy cô sau. Ở đây mình không dành quá nhiều thời gian cho mấy chuyện này à, cũng chấm điểm đi như vậy đó. Rồi các thầy cô có thể tặng cho các con một cái tài liệu, các con hiểu gì về cái nghề này, cái nghề này nó yêu cầu, ví dụ như kế toán thì cần những cái yêu cầu gì, những yêu cầu này có đúng với lại cái thang điểm của mình hay không, lập trình viên máy tính cần những yêu cầu gì, những yêu cầu đó có đúng với lại cái thang điểm mà nãy giờ mình chấm không, điểm nào của mình cao, nó có phù hợp với cái nghề này nó yêu cầu không. Thiết kế đồ họa, kỹ sư dây xây dựng, đầu bếp, tổ chức sự kiện, cái gì cũng được. Nhưng tất cả chúng ta nhớ dạy cho các con một điều. Rồi các con ơi, hôm nay thầy dạy cho các con hướng nghiệp có phải là để các con lớn lên rồi chọn cái nghề đi làm rồi có nhiều tiền không các con? Hãy hỏi học sinh của mình câu đó. Có phải là thầy dạy hướng nghiệp rồi các con lớn lên rồi đi làm nhiều tiền? Có phải mục đích thầy dạy như vậy không? Hay là hướng nghiệp là để làm gì? Cái đích đến của các con chọn đúng nghề không phải là làm ra nhiều tiền đâu. Cái đích đến của việc chọn đúng nghề là các con thấy các con sống có ý nghĩa và hạnh phúc, chứ không phải là nhiều tiền. Các con đừng có nhầm lẫn là hướng nghiệp là thầy dạy cho các con chọn đúng cái nghề để mình làm nhiều tiền. Nhiều tiền nhưng mà các con không hạnh phúc thì cũng vô nghĩa. Vậy đích đến của hướng nghiệp là làm cho cuộc sống của các con có giá trị. Chọn cái nghề nào mà mình sống từng ngày mình thấy có giá trị và hạnh phúc. Các thầy cô ghi vô ý thứ tư. Nãy giờ dạy hướng nghiệp được 4 ý. Mà 4 ý này các thầy cô đi tìm coi, gần như không có cái giáo trình nào nói hết. Tại vì người ta đang hiểu sai chữ hướng nghiệp. Nếu chúng ta chọn dạy cho con mình, dạy cho học sinh của mình chọn nghề và sống được với nghề thì đó là hướng nghề chứ không phải hướng nghiệp. Chữ nghiệp là nó đi tới cả cuộc đời, chữ nghề nó không có đi với cả cuộc đời. Các thầy cô ở đây á, người nào ở trong cái ngành này trên 10 năm mà chưa có ý đầu ý định là nhúc nhích đi đâu cả là các thầy cô dính vô cái nghiệp, cái nghiệp làm giáo viên, chứ không phải các cô thầy cô làm nghề giáo viên đâu. Nó vẫn vào nghiệp rồi, là mình sinh ra để làm giáo viên, bây giờ lôi đi chỗ khác làm nghề khác cũng quay trở lại làm giáo viên à. Nên chữ hướng nghiệp nó hay lắm, người ta không gọi là hướng nghề mà hướng nghiệp. Nếu mà nói chọn nghề để con làm cho có tiền rồi để mưu sinh thì chưa gọi là hướng nghiệp đâu. Cái đó gọi là mới có nghề thôi các con. Nghề là cái công việc mà nó mang lại thu nhập cho các con để các con sống được. Cái đó là nghề. Để sinh tồn, để có đồng lương mỗi ngày. Cái tay nghề của các con vững chắc thì thu nhập các con ổn định, cuộc sống các con thoải mái về mặt vật chất. Nhưng thầy không có chắc là nếu các con tìm được một cái nghề như vậy các con sống hạnh phúc đâu. Các con đang làm mà tâm trí của các con chạy qua chỗ khác. Vì các con ngồi đây các con làm con chán lắm, nó không hạnh phúc. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp là nó trả lời cái câu hỏi: con ơi, con đến với thế giới này nè để con làm cái việc này,
Chừng nào mà con cảm giác là con đến với thế giới này để làm đúng cái việc con đang làm, con đã hướng đúng nghiệp. Lúc đó là con chạm được nghiệp. Còn sáng sách ô đi, hết giờ sách ô về, ngày nào cũng làm nhiêu đó, vô làm thì uể oải. Làm vừa xong công việc, sếp yêu cầu 5 làm 5, sếp yêu cầu 10 làm 10, kêu gì làm đó, không làm hơn một chút nào hết. Cuối tháng lãnh đủ lương, sống 365 ngày giống hệt nhau. Cái đó là nghề, không phải nghiệp. Chừng nào mà con chạm được nghiệp của các con á, sếp kêu 1 làm 10. Tại vì con làm không phải để trả lương, để lãnh tiền. Con làm gì đó là nó chạm tới cái sâu nhất các con muốn làm. Hình như con sinh ra để con làm cái chuyện này. Cái đó mới là hướng nghiệp. Nghiệp phải dính với đam mê, nghiệp phải dính với trăn trở của cuộc sống, nghiệp phải trả lời được câu hỏi tôi đến đây để làm gì, có ý nghĩa không khi tôi làm cái chuyện này. Bắt đầu quan tâm đến cách mà mình đang sống. Không có cái giáo trình nào ở trong trường của chúng ta đang dạy, sách từ Bộ Giáo dục đang nói những cái vấn đề như thế này. Cho nên chúng ta đâu có dạy, cha mẹ không dạy, nhà trường không dạy. Nhưng chúng ta đang mong cầu cái thế hệ tương lai phải làm chủ đất nước, mong cầu thế hệ tương lai phải sống tốt đẹp hơn chúng ta. Vậy thì trách nhiệm thuộc các thầy cô rất nhiều. Muốn cái thế hệ đó sống như thế nào, dám phá cách một chút, dám đem những cái bài giảng sâu hơn. Bộ đâu có yêu cầu mình dạy hướng nghiệp sâu tới lúc này, nhưng tôi dám làm. Tại vì tôi thấy cái giá trị này nó làm cho cái thế hệ học sinh này mới thực sự là con người. Và khi mình làm trọn vẹn, mình không có thấy xấu hổ. Mình đi ra ngoài đường mình không có thấy xấu hổ với lại cái thế hệ mà ngoài kia bây giờ nó quá nhiễu nhương. Bây giờ nó không còn là chính nó, mình thấy xấu hổ. Tại vì tôi đã làm hết trách nhiệm. Tôi làm hết trách nhiệm của một người giáo viên. Hãy em nào mà lọt vô tôi, tay tôi, thì tôi bảo đảm em đó thành người. Tôi không chắc em đó thành công hay không, nhưng em đó phải thành nhân. Mình không có thấy xấu hổ với cái nghiệp mình đang chọn, mà mình thấy mỗi ngày mình đến trường có ý nghĩa. Tại vì tôi trồng người đích thực. Tôi đến đây là để trồng người. Tôi không đến đây để đến giờ, tôi đến đây sản phẩm của tôi là con người thật sự. Rồi bây giờ nói về tiền. Các con lớn lên phải đi làm. Đi làm là để làm gì? Để có tiền. Có tiền để mưu sinh. Hướng nghiệp làm gì giàm phải liên quan tới chuyện là thầy ơi, con muốn làm cái nghề nào mà thu nhập cho nó dễ, thu nhập nó thoải mái. Không phải một mình con muốn vậy đâu, cả thế giới muốn con ơi. Thầy cũng muốn nữa. Cái muốn đó chả có gì sai trái. Nhưng bây giờ con phải hiểu tiền là gì, thì cái muốn của mình nó mới đạt được. Con muốn có nhiều tiền, con làm cái nghề có nhiều tiền, mà con không hiểu tiền là gì, không bao giờ con có nhiều tiền đâu. Vậy tiền là gì? Các thầy cô có thể giảng cho các con một bài về tiền. Vô mạng gõ vô lịch sử về tiền, lấy xuống một cái câu chuyện về tiền kể cho các con nghe. Ở đây mình không cần bỏ thời gian cho chuyện đó. Mình tin là các thầy cô ai cũng có năng lực làm chuyện đó. Sẽ kể tiền từ xưa là vỏ sò, rồi tới đồng xu, rồi mới tới giấy. Trước đó tiền là không có nữa, người ta dùng vàng, dùng những cái vật quý thay cho tiền. Nhưng các con sẽ hiểu được bản chất của tiền là gì. Bản chất của tiền là để những người như thế này trao đổi với nhau. Vậy định nghĩa tiền là gì cho đúng? Tiền là một vật trung gian để trao đổi. Trao đổi cái gì vậy các con?
Đâu có bạn nào giơ tay nói cho thầy biết rồi. Tiền để trao đổi mà trao đổi cái gì? Chúng ta dám hỏi học sinh những câu xoắn não vậy đó thì con mình nó mới trưởng thành được. Trao đổi cái gì đấy các con? Là học sinh lớp 7 thôi có thể trả lời câu hỏi này một cách rất chắc chắn. Thưa thầy, trao đổi giá trị. Tiền là vật trung gian để trao đổi giá trị. Và hỏi tiếp một câu, nếu con không tạo ra giá trị, con có tiền không? Một câu quá hiển nhiên. Nhưng cái câu đó tất cả người lớn chúng ta còn không ý thức được nữa. Vì từng ngày mình sống, trong đầu mình chỉ nghĩ tới chuyện làm ra tiền thôi. Trong khi cái mà chúng ta cần suy nghĩ là tạo ra giá trị chứ không phải tạo ra tiền. Bạn không tạo giá trị, nhưng bạn giữ một tâm trí muốn có tiền, muốn có tiền. Trước sau gì bạn cũng làm tầm bậy. Chắc chắn luôn. Các thầy cô nhìn lại coi bao nhiêu gia đình tan nát. Chồng cờ bạc, nhảy vô những cái trò như là chứng khoán, Bitcoin các kiểu. Tại vì sao? Có ai dạy cho họ tiền là gì đâu? Có ai dạy cho họ là giá trị là gốc rễ? Giá trị là cái ở dưới cái cây này nè. Tiền là hoa quả ở trên đó. Các con muốn cái ăn cái trái này, các con phải đầu tư cho cái cây đó, đầu tư cho cái rễ, phải đi trồng cây. Năng lực tạo ra giá trị là một, nhưng tư duy cái mong muốn tiền là 10. Ở đâu mà ra? Mâu thuẫn nội tại to đùng như thế, ngày nào cũng giữ cái mâu thuẫn đó trong người, giữ một thời gian biến thành gì? Cờ bạc. Đầu tiên là gì? Mua vé số. Một dân tộc mà ngày nào cũng mua vé số hết, một dân tộc đáng thương vô cùng. Một quốc gia 63 tỉnh thành, có những tỉnh thành tự hào sổ số kiến thiết thu rất nhiều, đáng thương vô cùng, mà không hề có một chút ý niệm gì cái đó, còn vỗ ngực coi là nguồn thu chính của tỉnh. Còn là những con người ngồi không, ngày nào cũng trông chờ vào sự may mắn, năng lực không có. Làm sao làm rồng được, làm sao hóa rồng được? Bản chất của vấn đề nghèo đói là chỗ đó. Anh không tạo ra giá trị, nhưng mà trong đầu cứ còn mơ tưởng nhà 10 tỷ, đi xe 2-3 tỷ. Khi cái sự mà mâu thuẫn bên trong mà nó cứ giữ dồn dập như vậy đó, đầu tiên là cái biểu hiện đầu tiên là mua vé số, mong cầu vào sự may rủi. Tới một lúc cái nhu cầu về tiền nó càng nhiều càng nhiều càng nhiều, mà năng lực càng đi xuống càng đi xuống. Tại vì càng ở không thì càng đi xuống. Thất nghiệp một tháng đi xuống một chút, thất nghiệp 6 tháng năng lực xuống, thất nghiệp 2 năm gần như không làm được gì nữa cả. Đúng không các bạn con? Những cái này mình phải dạy cho các con từ lứa tuổi lớp 6. Vô trung học là thuộc về quyền giáo dục của mình. Mình phải đào tạo một cái thế hệ hiểu đúng về tiền. Trong đầu lúc nào cũng tạo ra giá trị, tạo ra giá trị, chứ không phải đi kiếm tiền. Đầu tiên là mua vé số. Tới lúc cái năng lực mà nó càng chênh lệch với lại cái mong cầu, thì bắt đầu nghĩ ra những trò. Chỗ này có tiền, chui vô đây kiếm được. Bắt đầu đầu óc đi làm những hướng tới những cái chuyện làm tầm bậy. Tầm bậy là gì? Nhảy vô cờ bạc là bắt đầu bậy rồi. Nhảy vô những cái thứ mà không làm ra giá trị nhưng có tiền. Các thầy cô lưu ý câu chữ nè. Những cái nơi mà ta không làm ra giá trị mà ta có tiền,
thì tiền ở đâu mà ra? Đố các thầy cô. Tiền trong túi người khác. Định luật bảo toàn về vật chất, tiền ở đâu mà ra? Bạn không tạo ra giá trị, bạn sống rất là nhẫn nhơ, bạn có tiền tức là bạn đang có một cách đi lấy tiền của người khác. Và em đã từng dạy cho những cái người mà rất giàu về chứng khoán, bạn nào dám làm cái bài tập này, một tháng tôi bảo đảm các bạn sẽ nghỉ việc, bỏ chứng khoán luôn, bỏ nghề luôn, hoặc là buôn bán tiền bạc, hoặc là chạy theo những cái tiền số. Hỏi bài tập gì? Em nào dám làm? Mình đã có từng một lần dạy cái lớp đó rồi, cùng với thầy Trần Diệp Quân đứng cái lớp đó. Bạn nào dám làm cái chuyện này liên tục 100 ngày, bạn sẽ bỏ nghề. Là sao ạ? Cứ mỗi lần tài khoản của em số liệu nó tăng lên á, khi em làm cái nghề này á, em dành 5 phút em trả lời câu hỏi: tiền này em đang lấy của ai? Em hỏi liên tục 100 ngày em bỏ nghề. Tại vì em nhìn rất rất rõ, ta không có tạo ra giá trị, ta đang lấy tiền của người khác, lấy tiền của những người đầu tư khác. Trong những người đầu tư vô cái trò chơi này, có những người rất có tiền, có những người rất nghèo. Cho vay nặng lãi, không có tạo ra giá trị mà cứ nhắm tới tiền. Cho nên á, khi mình dạy hướng nghiệp cho con, mà dạy cái bài này rồi là các thầy cô đang dạy đạo đức á. Đạo đức ở tầng sâu nhất, đạo đức về vật chất. Và tặng cho các con một câu thần chú, các thầy cô ghi cái câu thần chú này xuống. Các thầy cô yên tâm, nguyên cái slide này cuối ngày hôm nay sẽ gửi lại cho ban tổ chức. Vậy các con muốn có nhiều tiền phải không? Thầy tặng cho các con câu thần chú này: trong từng giây phút hãy tạo ra giá trị cho người khác là các con có tiền. Tại vì các con có giá trị, tức là các con đang trồng cây. Cây này thế nào cũng có quả. Nhớ tạo ra giá trị cho người khác nha. Tại vì tiền là vật trao đổi, con nói con tạo ra giá trị mà người khác không dùng được thì đâu có ai muốn đổi với con. Con nói con tạo ra giá trị nhưng mà giá trị cho con, chứ người khác lấy không được. Người khác đổi đem cái đó về xài không được thì đâu có ai lại đổi. Rồi, chỉ một cái bài về tiền với một cái hình ảnh và cái câu thần chú này thôi, các thầy cô có thể biến nguyên một thế hệ từ 12, 13 tuổi trở thành một người sống có đạo đức. Và sau này các con lớn lên, các con nuôi dưỡng cái ước mơ làm giàu, là chắc chắn các con làm giàu thật, chứ không phải làm giàu bằng cách lấy tiền của người khác. Ở chỗ đây chúng ta có thể mở rộng thêm một chút, là định nghĩa cờ bạc là gì. Đừng có nghĩa cờ bạc là đánh cờ ăn tiền, không phải. Đừng có nghĩa cờ bạc là chia bài ra mấy cờ bạc, không phải. Cờ bạc là như thế này ạ. Trong một cuộc chơi mà tổng giá trị không thay đổi, nhưng có người thắng thì sẽ có kẻ thua. Cái đó là cờ bạc. Các thầy cô định nghĩa rõ ràng cho các con hiểu. Cái định nghĩa nó phải rộng hơn. Trong một cuộc chơi nha, tổng giá trị không thay đổi, tức là không có tạo ra giá trị mới, nhưng trong cuộc chơi đó có người thắng, tức là có người tăng về mặt vật chất, thì chắc chắn phải có người mất về mặt vật chất. Đó là cờ bạc. Cái tăng của người này bằng đúng cái mất của người kia. Và những cuộc chơi đó người ta gọi một cái tên là tổng bằng không.
hay tiếng Anh gọi là zero sum, sum là tổng, zero sum. Cho nên á, các con đừng có cảm thấy tự hào, đừng có thấy vui vẻ khi các con không tạo ra giá trị mà các con tạo ra tiền. Cái đó là cực kỳ nguy hiểm, là các con đang lấy tiền của người khác đó, một dạng ăn cắp đó. Mà ăn cắp như vậy không có cái gì tốt đẹp hết. Các con đâu có tạo cái gì cho xã hội đâu. Và tập cho các con tư duy. Tư duy hễ bây giờ con cần tiền, à con cần tiền, con nhớ tới công này liền. Thầy ơi con cần tiền, con tạo ra giá trị đi con, đừng bỏ phí thời gian, trong từng giây phút con phải tạo ra giá trị. À con hiểu rồi. Thay vì ở trên con ngồi đây con than phiền, con lao ra ngoài kia liền, con đi bưng phở ngay lập tức. Bưng phở cũng tạo ra giá trị, còn hơn ngồi không. Nhưng đó là giá trị thật sự và có tiền. Nhưng lúc con bưng phở, con hãy nghĩ tới cách tạo ra giá trị nhiều hơn. Con làm bất cứ chuyện gì cũng được, hãy tạo ra giá trị. Là con không đi làm. Còn con không làm mà có tiền là cái lúc con nguy hiểm nhất. Mà đặc biệt chúng ta có một đứa con gái mà có ý niệm không làm mà vẫn có tiền là khởi đầu của mọi thứ hư hỏng. Các thầy cô thấy rõ điều đó. Nhà mình có một đứa con gái cho nên mình dạy bài này rất kỹ. Bất cứ lúc nào mà con không làm ra giá trị nhưng mà con có tiền, lúc đó là lúc nguy hiểm nhất cho cuộc đời con. Mọi thứ hư hỏng nó đi từ đó con ơi. Rồi. Và mình sẽ dạy cho các con tiếp theo một cái câu. Làm sao để có nhiều tiền? Con phải tạo ra giá trị. Và giá trị con tạo ra nó theo công thức nào? Và công thức này. Ồ, cái giá trị là cái mà con phải cho đi. Nhớ, giá trị là cái có thể cho đi. Nó mới gọi là giá trị. Còn tạo ra cái gì đó mà cho không ai lấy thì cái đó không gọi là giá trị. Yeah. Cho nên cái công thức này bi. Bi là năng lực của con. Bi là năng lực của chính con. Năng lực và phẩm chất của con. Đu là công sức mà con làm việc. Ví dụ một ngày con làm 8 tiếng đồng hồ thì đó là cái đu của con là 8 tiếng. Bi là cái năng lực của con. Một đơn vị thời gian con có thể làm được 3 sản phẩm là cái bi. Nhưng cái bạn bên cạnh một đơn vị thời gian có thể làm được tới 5 sản phẩm, cái bi của bạn hơn con thì bạn sẽ làm ra nhiều giá trị hơn con. Con muốn làm ra nhiều tiền đúng không? Hãy làm ra nhiều giá trị. Mà muốn làm ra nhiều giá trị phải không? Đây. Nâng cái năng lực của con lên. À, công thức là bi nhân đu. Là cái công thức là giá trị tổng thì bằng đơn vị nhân cho tổng cái công suất thời gian. Đấy nha. Con phải nâng cái năng lực và những cái phẩm chất của con lên. À, năng lực của con là gì? Làm một tiếng đồng hồ được một sản phẩm. Nâng lên đi con. Nó phải ra 3 sản phẩm. Con muốn nhiều tiền mà. Phải nhiều giá trị đúng không? Phẩm chất và năng lực. Phẩm chất là gì nữa? Làm một tiếng đồng hồ ra 3 sản phẩm. Nhưng mỗi sản phẩm được 8 điểm. Bây giờ con nâng lên đi con, một sản phẩm được 10 điểm. Những cái phẩm chất của con nó tăng lên rồi. Nha. Rồi. Đây là cái bi, phải biết nâng nó lên. Nhưng con muốn nữa phải không? Con muốn nữa nhưng con nhân cái đu lên. Người ta làm 8 tiếng, con đừng có làm 8 tiếng. 8 tiếng con làm rồi con còn ăn cắp thời gian nữa, còn đi ra ngoài kia hút điếu thuốc nữa, còn ngồi uống ly cà phê nữa. Thật ra con làm ngày có 6 tiếng à con. Con làm việc nghiêm túc lại đi, con muốn nhiều tiền mà. 8 tiếng, đúng 8 tiếng, thậm chí
con làm 10 tiếng đi con. Tại con muốn nhiều tiền mà, con làm 10 tiếng đi. Có ông tỷ phú nào mà nhẫn nhơ đâu. Mà ông tỷ phú đó nhẫn nhơ, tức là ông đó tiền của ông không sạch, ông lấy của người khác đó con. Rồi. Vậy nâng cái năng lực lên, nâng cái bi lên, nâng cái đu lên. Hai cái này nhân lại, cái nghiệp nó nhiều đi. Cái nghiệp nó nhiều đi thì sao? Là giá trị con tạo ra nhiều đi. Rồi bây giờ mình mới dạy cho con một công thức nữa. Chưa hết đâu các con. Từ cái giá trị con tạo ra đó thì con mới đi đổi. Đúng không cả nhà? Hồi nãy mình định nghĩa tiền là gì? Tiền là vật trung gian để trao đổi. Con tạo ra nhiều giá trị, nhưng con phải có một cái cơ chế đổi ra vật chất thì con mới có được. Cho nên công thức đúng là bi nhân đu bằng give. Rồi từ give đó mới đổi ra thành have, là con mới có cái gì. Rồi. Chứ đừng có kỳ vọng là bi nhân đu là have. Không có. Bi nhân đu là give thôi. Có những người tạo ra cái give, nhưng mà họ không có muốn đổi thành vật chất. Và đây là bài học đạo đức cao nhất ở trong cái chương trình hướng nghiệp. Bi nhân đu bằng give. Từ give đó con có thể đổi thành have. Con có muốn đổi hay không? Con có muốn đổi hay không? Rồi bây giờ thầy kể cho các con thế giới có bao nhiêu nhóm người. Tất cả chúng ta đều tạo ra giá trị. Nhưng cái nhóm đông nhất, cái nhóm đông nhất trên thế giới này là tạo ra, là ghi, là tạo ra, xong rồi chuyển thành heo, là tích lũy. Tạo ra rồi tích lũy, tạo ra rồi tích lũy, tạo ra rồi tích lũy, rồi chết, rồi hết. Nhóm này đông nhất con ơi. Nhóm này đông lắm, cứ tạo ra tích lũy, tạo ra tích lũy, tạo ra tích lũy, chết hết, đâu có đem theo gì đâu. Hết phim. Nhưng mà con lưu ý còn cái nhóm thứ hai nữa. Nhóm thứ hai này rất lạ. Thầy kể cho các con nghe một câu chuyện Rockefeller. Rockefeller là một tỷ phú dầu mỏ và sắt thép của Mỹ. Ông rất nổi tiếng ở thế kỷ 19. Đỉnh điểm của ông là khoảng 1870 cho tới 1890. Lúc 20 tuổi, ông ngồi, ông xây một ước mơ cho cuộc đời mình. Ông nói câu gì sao? Tôi sẽ dành 20 năm tiếp theo để đi kiếm tiền. Và 20 năm tiếp theo nữa tôi sẽ tiêu tiền. Và năm 1893 ông đã cho thành lập quỹ từ thiện Rockefeller. Và dự án đầu tiên ông tài trợ là ông bỏ 100 triệu đô la để thành lập một trường đại học có tên là Đại học Chicago. Ông được nước Mỹ cấp cho một khu rừng ở ngoại ô của thành phố Chicago. Và trường đại học đó bây giờ là trường đại học mà giáo sư Ngô Bảo Châu đang làm việc. 100 triệu đô la vào năm 1893, khi ông đã là tỷ phú giàu nhất thế giới. Người ta có thể không biết Rockefeller là tỷ phú giàu nhất thế giới, không biết là một đại gia về dầu hỏa và sắt thép. Nhưng lịch sử sẽ nhớ ông là người tạo ra cái quỹ từ thiện lớn nhất thế giới. Tới bây giờ vẫn được coi là quỹ từ thiện lớn nhất thế giới, hơn cả quỹ của Bill Gates nha. Quỹ của Bill Gates là bắt đầu vào năm 1998. Nhưng cái quỹ này vào 1893, tức là tới bây giờ là một trăm mấy chục năm rồi. Đây, ông là người này. Đấy. Bill Gates 58 tuổi
sau khi đã ở vị trí giàu nhất thế giới mười mấy năm, quyết định không đi kiếm tiền nữa và theo chân của Rockefeller để đi tiêu tiền. Một năm cái quỹ của Bill Gates tiêu khoảng 1 tỷ đô la cho các dự án làm sao để đem nước sạch và điện sạch về cho những vùng xa nhất ở châu Phi, và làm sao thế giới này vững chãi trước đại dịch. Cho nên ông đang đầu tư vào vaccine. Rồi năm 1838, linh mục Harvard bỏ một nửa tài sản của mình để xây một cái thư viện cho một trường trung học ở thành phố Boston. Và sau đó cái trường trung học đó nó nở ra, nó thành cái đại học Harvard. Để 400 năm sau nó là trường đại học dẫn đầu thế giới. Đây là những con người tạo ra, tích lũy đủ cho đi. Nhưng chưa hết, còn một nhóm khác nữa. Cái nhóm này lạ lắm các con. Cái nhóm này tạo ra cho đi, không tích lũy gì luôn. Nhưng cái nhóm này toàn là những vĩ nhân không mà các con. Maria Montessori, người sở hữu khoảng 500 cái đồ chơi giáo dục của trẻ em và một hệ thống triết lý giáo dục mầm non Montessori, không hề đăng ký bản quyền gì cả. Khi những ngày cuối đời của bà, con trai hỏi bà vẫn nói tất cả những gì mẹ làm ra là cho trẻ em toàn thế giới, không đăng ký bản quyền. Năm 1960, Hiệp hội Montessori Thế giới được thành lập tại Hà Lan. Phát biểu trong cái buổi lễ đó, con trai của bà là Mario Montessori khẳng định lại một lần nữa, tất cả những gì mẹ tôi làm ra là cho trẻ em toàn thế giới, cho nên cái tên Montessori không có bản quyền. Đây là lý do tại sao chúng ta đi khắp nước Việt Nam, ở đâu cũng có trường Montessori hết, không xin phép ai hết. Không có khái niệm tích lũy. Louis Pasteur khi làm ra được cái vaccine chế ngự được cái bệnh chó dại, là cái bệnh mà dính vô là chết thời điểm đó, có một công ty dược phẩm lại hỏi ông bán cái công thức, ông lắc đầu. Để ngày hôm sau ông viết thành một bài khoa học công bố cho toàn thế giới biết cách làm vaccine. Hỏi ông tại sao vậy? Tôi làm ra cái vaccine để cứu con người chứ không phải để làm giàu. Tôi bán nó cho cái công ty dược phẩm này, nó về nó chế ra, nó bán mình nó chiếm lĩnh thị trường. Và sẽ có những người chết vì không đủ tiền mua vaccine. Đâu có khái niệm tích lũy. Thánh Gandhi một đời chỉ có cái áo khoác tràng và hai bàn chân đất, đi khắp Ấn Độ, giải phóng Ấn Độ khỏi thực dân Anh, không tốn một viên đạn. Những người không có khái niệm tích lũy. Chúng ta có thể để vô đây gương của Bác Hồ để dạy cho các con. Còn một nhóm người thứ ba nữa các con. Nhóm người này đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng, tạo ra vô vàng giá trị và cũng đi bằng hai bàn tay trắng, không tích lũy cái gì hết, toàn là vĩ nhân. Rồi bài giảng của em chắc tới đây cũng đủ mệt rồi. Thật ra mình dạy tới đây là học sinh của mình chắc là cũng triển khai ra chắc cũng 5-6 tiết rồi. Học sinh của mình mà vô tới đây nó là trở thành một cái đối tượng khác hẳn rồi. Nó không còn là những cái đứa trẻ sống mà muốn ngày mai sao cũng được.
lấy cái chữ hướng nghiệp trở thành một bài giảng đạo đức. Thì em tin là nếu thầy cô nào của huyện Mỹ Đức cũng áp dụng cái bài này từ trung học cơ sở lớp 6 trở lên thì một thế hệ mới của Mỹ Đức sẽ ra đời, và mình đáng tự hào, mình rất tự hào khi mình làm được những việc như vậy. À, em còn mấy cái slide, em nói sơ qua thôi mà nó cũng hết thời gian. Mình có thể nói với các con là cái gì quyết định con trở thành một người lao động mà có giá trị trong mắt người sử dụng lao động. Đây là số liệu của UNESCO mà mình có thể đố các con, đố các con. Mình che mấy cái số này đi ha, mình che mấy cái số đi. Đố các con, theo số liệu của UNESCO, một người lao động sẽ có quyết định bởi 70% nè, 4% và 20%. Đố các con 70% là yếu tố gì quyết định trở thành một nhân sự đáp ứng được nhu cầu của người lao động? Yếu tố gì? Cho các con giơ tay lên nói. Xong cuối cùng mình mở ra, đây là số liệu đây các con. 70% quyết định là thái độ, 20% là kỹ năng làm việc tạo ra giá trị, và kiến thức chỉ có 40% thôi. Chỉ có 4% thôi. Đây là số liệu của UNESCO. Như vậy các con đừng có nghĩ là các con chăm chăm vào cái chuyện tay nghề thì sẽ có tiền. Không phải đâu. Con mà tay nghề giỏi nhưng mà không có nhân cách đạo đức, con đi làm 1 tháng 2 tháng là người ta đuổi việc con rồi, và không ai nuôi con lâu dài cả. Người ta chỉ nuôi con để xài vừa đủ, làm vừa được việc sa thải, tại vì trả lương cho con rất là nhiều nhưng mà trong lòng lúc nào cũng nơm nớp vì con không có đủ nhân cách đạo đức để tạo niềm tin cho người ta. Rồi các thầy cô có thể để kể một câu chuyện. Có một cậu này đi tới một vị minh sư hỏi: thưa thầy, con nên đầu tư vào nghề nào, chọn nghề nào? Và ông thầy nói: con hãy làm người tử tế, tại vì trong cái nghề đó rất ít cạnh tranh. Vậy con ngay từ bây giờ các con hãy đầu tư vào nhân cách, và nó là cái nghề vững chắc nhất của con, ngành nào cũng cần. Rồi có mấy câu hỏi đúc kết vân vân, mấy cái này mình chuyển cho các thầy cô. Rồi có một cái điều như thế này nữa mình muốn nói thêm chút, các thầy cô nhìn vào đây. Hướng nghiệp, nhìn vào đây, chỉ là một chủ đề ở trong cái khóa học trải nghiệm EQ mà chúng tôi đang tặng cho giáo viên trên cả nước. Trải nghiệm EQ có nghĩa là gì? Dùng cái tiết học trải nghiệm hướng nghiệp ở trong trường học đưa trí tuệ cảm xúc vào để dạy những cái chủ đề mà học sinh trở nên con người hơn, đầu tư cho nhân cách đạo đức. Và những cái chủ đề này làm cho trường học hạnh phúc hơn. Ví dụ sau khi dạy hướng nghiệp không, các con có thể học bài ước mơ, nó đi liền với nhau. Và các thầy cô sẽ thấy mình dạy hướng nghiệp xong cái mình bồi thêm bài ước mơ nữa, các thầy cô cho các con làm lại cái bài đầu tiên á, cái bài mà 3 cái cột á, mấy đứa nhỏ nó làm văng nó xảy ra lai láng á. Tự nhiên mình thấy một đứa nhỏ, ui vô tay mình có mấy hôm mà nhìn về cuộc sống khác đi, mình tự hào lắm các thầy cô. Rồi các con có học về yêu chính mình nè, body shaming, bạo lực học đường, pháp luật và tuổi teen, cám dỗ tuổi teen nè, game và mạng xã hội nè, giáo dục giới tính, lắng nghe và gỡ rối là một cái mục mà chúng tôi làm cho các em ở đó. Ước mơ, tiền là gì, thoát kén, mối quan hệ gia đình, mối quan hệ thầy trò, tình bạn, tình yêu. Bao nhiêu đó chủ đề đó các thầy cô. Mình bữa nay giới thiệu có một chủ đề thôi mà các thầy cô có thể đem bao nhiêu thứ về cho học sinh này. Các thầy cô cứ nghĩ đi.
Mình sẽ còn một chút xíu nữa, còn nhiều chủ đề nữa, các thầy cô sẽ thấy giáo dục là chúng ta nắm một cái giống như là một cái công cụ sức mạnh tuyệt vời luôn. Mình nhớ có một lãnh đạo quốc gia nào đó có nói là giáo dục là công cụ mạnh nhất để xây dựng một quốc gia. Rất là cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe trọn vẹn một cái bài giảng.